Xin kính chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong khung thời gian dành cho chương trình Sức mạnh sinh học phát sóng kỳ thứ 3. Đây là chương trình khuyến nông trực tiếp do Đài Truyền hình Đồng Tháp phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành thực hiện. Thưa bà con và các bạn, làm thế nào để có được bông lúa to, hạt chắc và năng suất cao? Đó là cái mong ước và cũng là mục tiêu mà tất cả bà con nông dân trồng lúa của chúng ta hướng đến. Để có được điều này thì cái điều kiện tiên quyết là cây lúa phải phát triển chồi hữu hiệu nhiều, đồng to. Muốn được như vậy thì chúng ta phải áp dụng nhiều cái biện pháp đồng bộ và hoàn chỉnh. Ngoài cái việc bón phân hợp lý và quản lý tốt các loại sâu bệnh hại thì chúng ta còn cần phải tăng cường các chất cần thiết cho cây lúa ở cái giai đoạn đẻ nhánh. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ dành trọn thời gian của chương trình kỳ này để bàn bạc cùng với bà con và các bạn. Tham gia chương trình của chúng ta, chương trình có chủ đề là sức mạnh sinh học cho chồi hữu hiệu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đến từ trường Đại học Cần Thơ. Kỹ sư Lê Thị Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp. Và kỹ sư Trần Thị Bích Trân đến từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành, cũng là đơn vị phối hợp thực hiện chương trình này. Những thắc mắc của bà con và các bạn xoay quanh chủ đề của chương trình, ngay bây giờ bà con và các bạn hãy gọi đến một trong ba số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình chúng ta. Đó là các số 067-2219-222, 067-2219-333 hoặc là 067-2219-444 để được nghe các diễn giả trực tiếp giải đáp. Trong chương trình hôm nay thì vẫn như thường khi, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành sẽ dành tặng 3 phần quà cho những bà con có câu hỏi hay nhất gọi về chương trình được bình chọn. Và chúng tôi cũng vừa nhận được một thông tin nóng, một thông tin rất đáng quan tâm thưa bà con. Đây, Công ty Tân Thành vừa mới chuyển đến chúng tôi một thông báo đây. Công ty Tân Thành sẽ có 20 phần quà với tổng giá trị là 20 triệu đồng dành cho 20 khán giả có số lượng câu hỏi giao lưu nhiều nhất trong các chương trình Sức mạnh sinh học. Những câu hỏi của bà con gọi về đều được tổng hợp lại và tích lũy dần theo họ tên người gọi. 20 phần quà này sẽ được phát thưởng vào kỳ thứ 20 của chương trình Sức mạnh sinh học. Dân trong những cái chương trình tương tác như thế này thì gánh truyền hình của chúng tôi có một cái đối tượng gọi là khán giả thường xuyên hay là khán giả thân thuộc. Có lẽ đây là một món quà ý nghĩa mà Công ty Tân Thành muốn dành tặng cho những cái khán giả như thế này, phải không thưa kỹ sư Bích Trân? Dân lát nữa đây thì chúng ta sẽ có dịp để giao lưu với các diễn giả trong thời gian của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời bà con và các bạn cũng như là quý diễn giả theo dõi một đoạn băng hình mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện được ở huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Loạt, ngành nông nghiệp huyện Thanh Bình khuyến cáo nông dân xuống giống vụ hè thu năm nay vào hai đợt. Đợt 1 từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 3. Đợt 2 từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, toàn huyện Thanh Bình vẫn có hơn 2.300 hecta xuống giống lúa hè thu không theo lịch, tập trung nhiều nhất ở các xã Bình Tấn, Phú Lợi, Tân Mỹ và Tân Phú. Khi xả trước á thì cũng sợ cái dịch bệnh của mà khuyến cáo của mà khuyến nông chậm khuyến nông á, nhưng mà nếu ở đây không xả trước thì nó sẽ bị thiệt hại với bà con một cái dạng cấy thì mỗi một công khoảng 1.000.000 đến 2.000.000. Chẳng thà nếu mà lỡ có dịch bệnh thì ta xịt mỗi một công vài chục ngàn là nó nhẹ hơn cái tiền cấy. Hiện tại, xã Tân Mỹ có 5 ô bao sản xuất vụ hè thu. Trong đó, ô bao ấp 1 đã xuống giống đồng loạt đợt 1, còn lại 4 ô bao dự kiến sẽ xuống giống đợt 2. Tức là phải chờ đến ngày 10 tháng 4 mới bắt đầu xuống giống. Tuy vậy, việc nông dân tự xuống giống đã gây không ít khó khăn cho địa phương trong việc liên kết các tổ bơm tưới, phục vụ tưới tiêu. Điều này được dự báo là sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Vâng, đó là những hình ảnh đầu tiên của chương trình hôm nay. Thưa kỹ sư Lê Thị Thủy, không biết xem đoạn hình vừa rồi thì kỹ sư có ý kiến nhận xét như thế nào ạ? Kính thưa bà con nông dân, thưa các bạn xem đài, tỉnh Đồng Tháp của chúng ta thì chúng ta đã xuống giống cây lúa hè thu, tính đến thời điểm hiện nay thì khoảng 88% cái kế hoạch rồi. Nghĩa là chúng ta cũng đã xuống giống được 166.000 hecta trên cái diện tích kế hoạch là 190.000 hecta. Nhiều cái huyện thì đến thời điểm này là chúng ta đã kết thúc cái việc xuống giống, nghĩa là theo như cái kế hoạch thì đã vượt hoặc là đạt hoặc là vượt cái kế hoạch rồi.
Tuy nhiên đối với huyện Thanh Bình thì rất là đặc biệt, tính đến thời điểm này thì cái lúa đông xuân huyện Thanh Bình vẫn còn khoảng 70% cái diện tích xuống giống chưa thu hoạch. Bên cạnh đó thì cái diện tích lúa hè thu tính đến thời điểm này cũng là một cái huyện mà xuống giống chậm nhất. Tính đến thời điểm này thì chỉ có khoảng 22% cái kế hoạch của huyện Thanh Bình đã xuống giống. Chính vì vậy thì như là cái phóng sự chúng ta đã thấy rằng là rất nhiều bà con chúng ta cũng đã xuống giống không đúng theo cái lịch khuyến cáo của địa phương. Và hiện nay nó còn thêm một cái vấn đề là ở tỉnh Đồng Tháp chúng ta thì các cái ô đê bao thường là bà con chúng ta sẽ là bơm chung trong một cái diện. Chính vì vậy nếu mà chúng ta xuống giống không có đồng loạt trong cái khu vực thì cái vấn đề bơm nước rồi cái vấn đề quản lý dịch hại, nói chung đây là những cái vấn đề mà nó sẽ rất là khó khăn cho bà con chúng ta. Cái vấn đề xuống giống không theo lịch và trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta sẽ thấy rất dễ bị cái thứ nhất là nó sẽ rất dễ bị rầy nâu và kéo theo đó là cái bệnh vàng lùn. Tính đến thời điểm này thì cái tỉnh Đồng Tháp chúng ta cũng đã có một số cái diện tích bị nhiễm vàng lùn và cũng có một số cái diện tích chúng ta thấy rằng nó cũng nhiễm với cái mức độ nặng. Chính vì vậy thì khi chúng ta xuống giống không theo lịch như thế thì cái thứ nhất là nó sẽ kéo theo cái tình trạng rầy nâu và cái vấn đề là cái bệnh vàng lùn xoắn lá. Cái thứ hai là cái vấn đề là cái quản lý nước của bà con nó sẽ rất là khó khăn trong cái vấn đề chúng ta bơm rồi chúng ta làm nước để mà chúng ta quản lý cỏ dại, nói chung là các cái đối tượng thì chúng ta thấy nó cũng có cái khó khăn hơn. Và khi mà trong cái điều kiện như là cái vụ hè thu chúng ta hiện nay thì chúng ta thấy nắng nóng rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không bơm nước được vào ở trong ruộng, như là trong cái phóng sự chúng ta thấy có một số cái ruộng phải nói rằng là nó khô đến nứt nẻ, thì như vậy thì cái vấn đề nó sẽ kéo theo đó là cái cỏ dại nó sẽ nhiều. Tại vì khi mà nước nó không có thì cái cỏ dại nó sẽ mọc lên rất là nhiều. Cái thứ hai là ruộng của chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi phèn, và đặc biệt với cái điều kiện khô hạn thì cái sự phát triển, cái khả năng đẻ nhánh của cây lúa của chúng ta nó sẽ kém. Và nó còn thêm một cái vấn đề nữa là chúng ta sẽ mất phân rất là nhiều. Tại vì khi mà chúng ta bón phân mà cái ruộng của chúng ta không có nước thì chúng ta thấy rằng rất dễ mất, đặc biệt là cái phân đạm. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ trong cái giai đoạn hiện nay bà con chúng ta xuống giống lúa hè thu và chúng ta sẽ gặp phải. Và nếu trong cái điều kiện chúng ta xuống giống không theo lịch thì chúng tôi nghĩ rằng những cái nguy cơ này nó sẽ rất lớn và nó sẽ làm tăng cái chi phí của bà con nông dân. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Lê Thị Thủy. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, trong cái đoạn màn hình mà chúng ta vừa xem đó thì lúa của anh Đặng rồi anh Đức nó đều 15 ngày tuổi. Trong cái điều kiện nắng nóng khô hạn như thế này rồi cái nước cung cấp cho nó lại thiếu nữa, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của cây lúa, nhất là ở giai đoạn đẻ nhánh ạ? Yeah. Thì tôi cung cấp thêm cái thông tin để cho anh Đặng cũng như là anh Đức biết cái lúc này cái cây lúa của chúng ta nó chịu đựng tới cái cỡ nào. Mới ngày hôm qua để tôi cũng đi kiểm tra lại, bởi vì hôm nay tôi có nói với bà con mình là cái thời tiết mà nắng nóng như thế này, bản thân của nhiệt độ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây lúa rất dữ. Mà tôi cũng nói rằng ở trong nước nó sẽ nóng hơn nhiệt độ của không khí, nên mình phải quản lý nước cho thật tốt. Thì ngày hôm qua tôi đo như vậy là tôi khoảng cỡ 3 giờ rưỡi chiều, tức là khoảng cỡ này hay trễ hơn một chút, thì nhiệt độ không khí ở ngoài, tức là tôi để cao lên trên đo 36 độ. Thì lúc đó một cái nhiệt kế khác tôi đặt nó ở trong cái nước ruộng của bà con á, thì cũng cỡ lúa cũng cỡ anh Đặng như thế này là khoảng cỡ 14, 15 ngày như thế này. Thì cái nhiệt độ nước ở trong đó là 41 độ. Thì cái anh nông dân nó nói thầy đi giờ này nó còn hơi mát rồi đó, chứ khoảng 1, 2 giờ nó còn nóng hơn nữa. Mà theo như là cái trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đó thì nói ngay cả Đồng Tháp mình cũng vậy, An Giang cũng vậy. Lúc này là giữa trưa là nhiệt độ lên tới 37 độ ở ngoài trời á. Thì nếu mà 37 độ thì nhiệt độ nước là lên 42 độ là như không. Mà anh Đức và anh Đặng biết là cái cây lúa của mình, cái nhiệt độ mà lý tưởng để cho nó phát triển là trong khoảng từ 25 cho tới 32 độ ở cái giai đoạn này. Thì anh thấy là lý tưởng là nó lên tối đa tới 32 thôi. Mà nếu mà từ 32 lên tới 36, 37 thì đó gọi là nhiệt độ chịu đựng. Tức là cái cây lúa nó chưa đến độ nó chết nhưng mà nó sựng lại ở đó rất là dữ. Và khi mà lên trên 36, 37 độ này, lên tới 40, 41 thì anh thấy rằng cái cây lúa bắt đầu là có bị thiệt hại.
mà anh thấy rõ nhất là những cái vũng nước mà anh xả xuống, mà mấy cái vũng nước giữa trưa như vậy là nó luộc mọng lúa mình hết trơn. Cái cây lúa luộc mọng thấy rất là thương. Thì cái chỗ này á, bà con thấy là hôm nay chúng tôi nói là cái con đường khôn ngoan nhất trong cái vấn đề canh tác là chúng ta phải né. Như cô Thủy thì cũng đề nghị né rầy, thì tôi thì cũng đề nghị thêm cái nữa là phải né mặn mới được, né nóng mới được. Bởi vì bà con biết là lúc này mà nóng quá, bà con né bằng cách nào? Ra đồng thật sớm, rồi sau đó là cỡ khoảng 9-10 giờ nóng quá cái đi vô nhà, chiều 3 giờ mới ra ruộng trở lại. Thì mình biết né, hoặc là mình ở dưới cái tán cây này kia để mình né nóng. Nhưng mà cái cây lúa này nó nằm ở ngoài trời như này, nó né đi đâu? Không né đi đâu được hết trơn. Nên bây giờ là chính mình biết né để cho bản thân mình nó được khỏe, mà cái cây lúa của mình là mình không biết né cho nó để cho nó khỏe. Thì sau này tôi đề nghị là, bởi vì có như trong phóng sự có một anh nông dân cũng nói, em cũng biết rằng cái nhiệt độ nóng ảnh hưởng cây lúa, nhưng mà thấy trong một cái vùng như thế này, thấy người ta làm mình cũng phải làm, mình làm chẳng sao được. Thì như vậy thì rõ ràng cái ngành chức năng, tôi nghĩ rằng bà con quản lý ở cái khu vực đó đó, chúng ta bên cạnh cái việc né rầy trong cái vụ hè thu này, chúng tôi thiết tha kêu gọi bà con là thương cái cây lúa, cần phải né nóng cho nó nữa mới được. Mà như tôi nói cái thông tin mà trước đây cũng nói với bà con thường là ở Vĩnh Long đó, đã làm cái lịch thời vụ cứ nửa tháng xuống giống lần, nửa tháng giống một lần. Thì chúng tôi tìm được rằng cái thời vụ mà né nóng, tức là khi mà xuống giống vào khoảng giữa tháng 4 mà trở về sau tới tháng 5 đó, thì năng suất lúa tốt hơn rất nhiều, tăng hơn rất là nhiều. Bởi vì cái nhiệt độ nóng như vậy đó, thì anh Sơn hồi nãy cũng hỏi tôi vậy chứ, ảnh hưởng đến sự nhảy chội cây lúa như thế nào. Bà con thấy cây lúa như thế này mà nước ngập lên cỡ này đây á, thì như vậy là nước ở trong đây lên tới 41, 42 độ. Thì bà con nghĩ rằng cái đỉnh sinh trưởng của cây lúa nó nằm ở dưới nước á, chứ không phải cái này, không phải cái thân lúa đâu, mà đỉnh sinh trưởng nó nằm dưới đây nè, chồi nó cũng nằm tuốt dưới này nè. 41, 42 độ thì bà con nghĩ á, cái cây lúa, hồi nãy anh Sơn hỏi từ tôi phân tích, bà con nói là cái chồi hữu hiệu, chủ đề của mình là chồi hữu hiệu. Chồi hữu hiệu là gì? Là cái chồi nó sẽ cho ra bông sau này. Chứ bên cạnh nó có cái chồi vô hiệu nữa. Mà bây giờ muốn mà cho nó ra bông á, thì nó phải trưởng thành được ở cái thời điểm mà tượng đồng. Lúa mà lúc tượng đồng tim đèn có một ly như thế này đó, thì như vậy nó phải được trên 3 lá, và chiều cao của nó như vậy là phải cao hơn 1/3 so lại với cái cây mẹ. Ví dụ như cái đây là cây mẹ đây. Nó bà con kéo lên gì đây là cái cây nó đẻ chồi. Bà con thấy cái chồi đây mọc rất khỏe, tôi không biết cô Trân cũng làm sao mà cho nó cao lên được bằng cái cây mẹ như thế này, thì bảo đảm rằng cái cây này tới chừng nữa nó sẽ là cái chồi hữu hiệu rồi. Nhưng mà bà con biết để có chồi hữu hiệu thì như vậy là nó phải đẻ chồi sớm, rồi sau đó cái chồi phải tăng trưởng tích cực. Hai cái đó nó phải có nghĩa là bây giờ nóng quá nó không chịu đẻ thì như vậy là không có chồi, mà đẻ ra rồi cái chồi nó nằm ở trong nước thì nắng nóng như thế này quá nó không phát triển được. Thì như vậy là có đẻ đi nữa mà không phát triển thì cây lúa nó cũng ốm yếu, rồi sau đó cái bông lúa nó cũng nhỏ. Anh Sơn nói là phải làm sao cho bông to để hạt nhiều mà. Bây giờ có đẻ ra mà em giống như đẻ con vậy đó, đẻ ra được nhưng mà nuôi con không được, để nó èo uột thì tới nữa làm sao mà nó có một cái sức dốc tốt được. Thì như vậy thì rõ ràng rằng là nó có ảnh hưởng rất lớn đó anh Sơn. Tôi nghĩ rằng bà con mình cũng phải tính toán lại, nếu như trường hợp mà mình bây giờ bắt nó phải chịu đựng thì phải tiếp sức cho nó để mà nó vượt qua. Đấy là một cái mà chúng ta cần phải nghĩ tới. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa kỹ sư Trần Thị Bích Trân ạ, thực ra thì cái đoạn băng hình vừa rồi chúng tôi chỉ thực hiện ở một cái địa phương thôi, nó mang tính cục bộ thôi, nhưng mà đúng là ở cái thời điểm này thì đa số diện tích lúa hè thu ở tỉnh Đồng Tháp rồi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nữa, nó giờ đoạn đại nhánh mà nắng thì vào cái thời điểm cao điểm. Vậy thì trong cái điều kiện thời tiết bất lợi như thế này, bà con nông dân chúng ta cần làm gì để cho cây lúa nó đại nhánh hữu hiệu thưa kỹ sư? Kính thưa bà con cùng khán giả xem đài, như vậy thì qua phân tích của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ thì chúng ta không thể né được rồi, mà bây giờ chúng ta phải đối mặt. Như vậy thì để hỗ trợ cho bà con vào thời điểm này, ngay thời điểm mà nắng nóng gay gắt nhất, thì song song với lúc bà con xuống giống thì tôi cũng có làm cái thí nghiệm. Ở đây là hai cái chậu lúa mà bà con có thể quan sát được. Thời điểm này là lúa 21 ngày sau khi xạ. Như vậy thì đối với cái chậu lúa mà chúng tôi có xử lý cùng mỗi một bên thì chỉ một hạt giống thôi, nhưng mà đến 21 ngày là giống 4218 nè, thì cái chậu lúa mà chúng tôi có xử lý tác động cái lá ti tăng cường xử lý và tăng cường sức sống vào lúc 15 ngày đó, rồi bên đây là chúng tôi không có xử lý. Như vậy thì đến thời điểm này lúa 21 ngày thì cái cây lúa mà chúng tôi có xử lý lá ti là xử lý giống á, với lại cái tăng cường sức sống vào lúc 15 ngày để thúc đẩy nó nảy chồi mạnh á.
Thì như vậy đến thời điểm này thì cái cây lúa mà chúng tôi có xử lý là nó có 1, 2, 3, 4 4 cái chồi, mà trong đó chúng ta thấy là cái độ đồng đều nó tương đương cái chồi mẹ. Trong khi cái cây lúa không xử lý thì hiện giờ nó chỉ có được 1 cái chồi mẹ và 2 cái chồi bên. Nhưng mà 2 cái chồi bên nó chỉ bằng chưa được 2 phần 3 cái chồi mẹ. Như vậy cái khả năng của cái cây lúa mà có tác động cái lách ti tăng cường sức sống thì đến giờ phút này nó có thể cho chúng ta chắc ăn là được 4 cái chồi hữu hiệu rồi. Tôi muốn nói với bà con là ngay trong lúc thời điểm mà nắng nóng như thế này, chúng ta cần tiếp sức cho cây lúa để cây lúa vươn chồi mạnh. Khi mà nó hình thành được cái chồi nó sắp nảy lên rồi, nhưng lúc đó nó bị hạn chế bởi nằm trong cái ảnh hưởng nước hơi nóng. Thì ngay lúc này cái lách ti tác động vào, lách ti với cái cơ chế là lách ti tác động vào phần non, tăng trưởng cái tế bào mạnh ở cái phần non, cho nên giúp cái cây lúa chúng ta tự chồi và vượt lên, nó tạo thành những cái chồi hữu hiệu trong giai đoạn mà gặp khó khăn nắng nóng như thế này. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Bích Tân. Thưa bà con và các bạn, đến thời điểm này thì ban thư ký đã chuyển đến cho Hoàng Sơn rất là nhiều câu hỏi mà bà con và các bạn đã gọi đến. Tuy nhiên trước khi bước vào phần trao đổi trực tiếp với các diễn giả thì chương trình muốn giới thiệu đến bà con và các bạn một đoạn băng hình nêu lên cái kết quả của bà con nông dân ở tỉnh Đồng Tháp trong việc chăm sóc đồng ruộng, vượt qua được cái giai đoạn nắng nóng khô hạn rồi dậy phèn để giúp cho cây lúa đại nhánh hữu hiệu và cho được cái chồi hữu hiệu bằng cái việc cường lực cho lúa bằng plasti. Chúng tôi xin mời bà con và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Nếu để lúa đẻ nhánh nhiều, đẻ lai rai thì năng suất sẽ không đạt. Bởi vậy, điều cần thiết là phải biết quản lý sao cho mỗi cây lúa có 2 đến 3 chồi mạnh khỏe. Để hạn chế việc lúa đẻ lai rai, ngoài đặt tính giống và bón phân nuôi chồi đúng thời điểm, cân đối, thì biện pháp cường lực thêm cho cây lúa bằng lasti cũng rất quan trọng. Nó vừa làm cho cây lúa khỏe, rễ dài, vừa giúp để đẻ nhánh nhanh và tập trung cho chồi hữu hiệu nhiều. Mấy năm nay tôi có sử dụng lách ti, ngoài cái xử lý gió giống ra thì tôi còn sử dụng mà lách ti tăng cường ở giai đoạn là 15 đến 20 ngày. Thì mà khi xịt vô đó thì tôi thấy rất là hiệu quả. Cái đặc tính của cái mà thuốc này á là nó làm cho cây lúa nó nảy chồi rất là mạnh. Một cây á là nó nảy chồi đến 3-4 cây con, mà những cây con này rất là hiệu quả. Mà khi chúng ta nhổ lên rồi thì chúng ta nhìn vào cái lúa thì cái lá lúa nó xanh và nó dày. Và những cái chồi này thì nó mập như cây mẹ. Rồi nhìn xuống cái gốc thì chúng ta thấy là nó cho cái bộ rễ rất là dài, nhiều, trắng. Tôi có xạ hôm rồi nè, xạ bị mưa dầm á, cái lúa hơi thưa, tôi xịt lách ti tăng cường vô. Lúc đó lúa tôi chưa có mà mã dặm nữa, sau tôi mới xịt tắt lách ti tăng cường, lúa nó phát triển rất là tốt, nó nở nhiều. Thành ra lúc đó tôi mới có bị được mã dặm và xịt lúc đó rồi lúa bộ rễ nó lách ti á, bộ rễ rất là tốt. Thời gian sau này lúa tôi cũng từ bằng ta với có hơn chứ không bao giờ lúa tôi thua được. Lúa đẻ nhánh tập trung cho chồi hữu hiệu nhiều là điều kiện quan trọng để có năng suất về sau. Ngoài ra khi sử dụng lasti sau cử phân đợt 2 còn giúp cho lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Điểm dễ nhận thấy là bộ rễ phát triển dài và trắng, đảm bảo cho lúa hấp thu các chất dinh dưỡng trong đất và phân bón. Điều này góp phần làm cho bà con tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt là phân bón. Mùa thu này nắng nóng rất nhiều, nhưng mà ruộng thì nó cũng phèn rất nhiều. Nói chung thì mình sử dụng thuốc vào, chứ nếu mà bón phân hóa học không thì nó không có phát triển bằng cái có phân, có thuốc cái lati này vô nó tăng cường hơn. Cây lúa nó phát triển, nó đồng đều, nó đỡ tốn chi phí hơn. Thay vì mình bón phân bón thì nó chi phí nó hơi cao hơn. Mình áp dụng hàng lati tăng cường cho nó phát triển bộ rễ mạnh, nó hút phân cho nó mạnh chút. Trong khi đó nó rất là giảm lượng phân cỡ từ 10 tới 20% cho cấu vụ trên một công. Nhưng mà năng suất thì nó vượt trội hơn so với không có sử dụng lati này. Theo nhận định của nông dân, việc bón phân đợt 2 đúng
kết hợp với xử lý plasti không chỉ giúp lúa đẻ nhánh tập trung cho dồi hữu hiệu nhiều, mà còn phát triển bộ lá và chiều dài của cây hợp lý để chuẩn bị cho giai đoạn làm đồng. Vâng, đó là cái kết quả thực hiện của bà con nông dân ở tỉnh Đồng Tháp mà chúng tôi muốn chuyển đến bà con đang theo dõi chương trình như là một tin vui muốn chuyển đến bà con. Còn bây giờ thì cũng liên quan đến cái sản phẩm plasti thì chúng tôi muốn nhờ kỹ sư Bích Trân giải đáp thắc mắc cho anh Nguyễn Văn Tuấn gọi điện đến từ Cái Bè, Tiền Giang qua số điện thoại là 0976 554 744. Thưa kỹ sư, anh Tuấn có hỏi là lúa của tôi chuẩn bị bón phân đón đồng bằng kali và ure. Thông thường thì mỗi thứ là 5 kg. Cách đây 3 hôm tôi có phun plasti. Như vậy thì cái lượng phân ure có nên giảm lại hay không? Và một ý khác anh có hỏi là để phòng ngừa lem lép hạt, tôi định kết hợp plasti cộng với chubaca trước và sau trổ có được hay không ạ? Dạ, xin mời chào anh Tuấn cùng khán giả xem đài. Thì bây giờ là anh sắp bón phân đón đồng và anh định là xịt plasti trước 3 ngày.